Ừ, xin sư cho con hỏi về tranh luận về pháp thì có sao không nếu trong cuộc tranh luận mà người ấy trích kinh dẫn kinh điển nhưng lại diễn giải theo cách hiểu của họ không phù hợp với tinh thần phật giáo thì con nên làm sao thư sư vì đó lại là một vị sư phật giáo nguyên thủy nữa à vị ấy cho rằng chỉ cần tin tấn là có thể đắc quả ngay trong kiếp hiện tại và bác bỏ vấn đề tích lũy ba la mật ví dụ như vị ấy cho rằng chuyện bồ tát phát nguyện thành phật và trải qua bốn a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp là không có chánh kinh mà chỉ do người sau tự soạn như vậy có đúng không sư cái chuyện mà đức thế tôn đã tạo các cái công đức tu tập qua các cái kiếp quá khứ khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ trong kinh tạng ghi rất là nhiều nhưng mà nó kẹt một chỗ là có một số người chỉ tin cái mà mình muốn tin còn cái nào mà mình không muốn tin thì mình bèn cho nó không phải là phật thuyết thì nó rất là kẹt mà một vị tỳ kheo thì nó lại càng nguy hiểm bởi vì như vậy nó rất dễ đi đến cái chuyện là vị ấy từ bỏ pháp học Nha mà cái chuyện mà một vị thiền theo mà từ bỏ pháp ấy, uh, nó là một cái nó rất là nghiêm trọng chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Uh, khi mà mình học pháp thì mình nên căn cứ vào kinh tạng và chú giải, um, tại vì khả năng của mình có hạn. Um, tôi thấy một vài vị, thì thậm chí là những vị uh, có chức sắc, có vai vế, uh, có tuổi đời, tuổi đạo nhưng mà có những pháp ngôn, có những pháp ngôn mà uh, không biết đỡ kiểu gì, uh, bởi vì cái 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 vị mà thiếu kiến thức á, thì uh, nói với đơn giản là vị này nghĩ như vậy, còn cái vị mà kiến thức nhiều một tí thì vị này lại có kiểu suy luận là bản thân vị đó, bản thân vị đó thực hành mà không có kết quả cho nên là vì đó suy ra là cái phương pháp này là sai lầm nó kẹt một chỗ là mình là cái gì nó có nhiều vấn đề dẫn đến cái chuyện mà thực hành không có kết quả ví dụ như giới mình không có trong sạch cái chuyện giới trong sạch nó quan trọng lắm quý vị rồi à... Cái thứ hai là uh, hiểu sai. Và cái thứ ba có thể là do mình thực hành chưa tới nơi tới chốn. Mà mình uh, đưa từ cái chuyện là ví dụ như uh, cái chuyện mà củi uh, được làm ra lửa bằng cách cọ sát hai cái cây uh, bằng cách cọ sát quê củi thì vị này lại lấy một cái củi từ ở dưới nước lên từ ở dưới nước lên nó còn nó còn rất là ướt chưa có khô rồi vị này nỗ lực vị này quay trà sát nhưng mà chà một lúc á uh, nó uh, thích nghỉ thì nghỉ không có sự uh, trà sát một cách liên tục thì bằng những cái rồi vị đó trà sát mà thay vì trà sát uh, lên những cái đám bùi nhùi thì vị này lại trà sát vào đặt cái nhóm cái đặt mấy cái bùi nhùi để qua một bên và vị này trà sát ở một bên tức là cái bùi nhùi và cái cây cọ lửa nó không dính dáng gì tới nhau rồi từ cái chuyện mà sự chuẩn bị không có chính xác việc nỗ lực không có chính xác việc thực hiện không có chính xác mà nó dẫn đến cái chuyện không có lửa rồi thì vị này đưa đến cái quyết định một cái Uh, một kết luận là cái việc mà cọ cọ sát như vậy nó sẽ không tạo ra lửa. cái vấn đề ở mình, cái vấn đề do cái hiểu của mình, cái sự chuẩn bị của mình và cái sự nỗ lực của mình uh, mà mình dựa vào lấy mình làm ví dụ, á, rồi mình đưa ra những cái kết luận mà làm cho thiên hạ hoang mang thì sự e là phải xét lại trường hợp này cũng y chang vậy Đấy. sợ nhất là mình đọc mà mình chỉ đọc có một vài quyển kinh thôi đó rồi cái gì mình thích thì mình nhận những còn cái nào mình không thích thì mình dẹp nó nó kẹt lắm ừ. mà quý vị nghĩ cái ví dụ cọ lửa do sư tự chế sinh xin không trong kinh trong kinh ba bước chuẩn bị cái bước chuẩn bị đầu tiên là cái gì cái khúc gỗ nó phải ráo nước ừ, nó phải ráo nước tức là tương ứng với một vị giới hạnh với trong sạch hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc trong sạch hoàn toàn ờ, cái chuyện này thì tỳ kheo với nhau thì tự biết lấy tỳ kheo với nhau tự biết lấy ờ, rồi cái cái thứ hai là gì cái sự nỗ lực một cách chính xác À, cái cái sự chuẩn bị tức là mình phải để cái những cái bùi nhùi đó vào cái khúc cây để đúng vị trí đó và trà sát nó thì đó là cái sự hiểu chính xác về pháp cái thứ ba là phải có sự nỗ lực một cái chính xác tức là không phải là cái trà tí xíu nó mệt thì nghỉ cây nó hơi nóng là nghỉ mà phải nỗ lực không ngừng cho đến khi nó bắt đầu nó bốc khối thì vẫn phải nỗ lực tiếp tục trà rồi trà một hồi như vậy đó nó đúng, đúng cái phương pháp thì nó mới tạo ra lửa được nha cho nên là đừng có một số trường hợp sư nghe mà sư rất là um, buồn cho um, phật giáo là có những cái trường hợp như vậy đó nó dẫn đến cư sĩ người ta hoang mang xin thưa là sư đang nói ở đây là sư dựa trên pháp sư đang dựa trên chánh pháp mà sư nói uh, dựa trên tinh thần là sợ người khác hiểu sai chứ sư cũng không có ý là đã kích ai tại vì uh, nói ra thì trong cộng đồng tăng đoàn á, thì sư cũng đâu có là cái móng chân gì của người này người kia đâu đấy um, cho nên là ai có duyên thì nghe rồi suy tư những cái lời sư nói đó là hợp lý hay là không hợp lý ha và xem xét lại ở trong kinh nó uh, nói như thế nào. Rồi quay trở lại vấn đề cái chuyện mà tu hành nỗ lực không cần phải vung tạo công đức thì như đầu đầu buổi sư cũng có nói rồi. Có một số trường hợp chúng ta không cần phải vung tạo công đức. Đó là gì? Đừng coi thường, đừng coi thường cái uh, ân đức của pháp bảo đừng có thường ân đức pháp bảo pháp bảo ân đức lớn lắm nha và một điều nữa chúng ta có cơ may tiếp xúc được với chánh pháp thì đó là bản thân chúng ta đã tạo một cái phước thiện gì đó trong quá khứ nó rất là lớn chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp chứ không phải đơn giản như vậy đâu nha cho nên nếu như mà đời nay chúng ta hoặc một vị nào đó tu hành mà có thể chứng đắc đạo quả thì vì đó đã thỏa mãn được hai điều kiện thứ nhất là ân đức của pháp bảo là không thể nghĩ bàn cái thứ hai là vì đó cũng đã tạo công đức ở đời trước một cái công đức rất là lớn thì mới có cơ hội tiếp xúc được với chánh pháp một cách đúng đắn chứ phải đơn giản ừ. rồi bản thân cái việc thực hành của vị đó, đó vì đó phải ít phiền não và phải có trí tuệ tức là sanh làm cái người tam nhân chứ không phải sanh làm người nhị nhân mà để được cái chuyện đó thì đời trước cũng phải vun bồi công đức cả. chứ không phải là cái chuyện đương nhiên đâu ha đấy người tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì phải biết là cái chuyện đời trước là có chuẩn bị rồi còn cái chuyện đời nay chúng ta có làm được ba chuyện hay không thứ nhất giới hành trong sạch cái thứ hai phương pháp đúng đắn cái thứ ba là nỗ lực hợp lý làm được chuyện đó thì um, tham khảo lời dạy của đức thế tôn ha ờ, một vị hành giả hành tứ niệm xứ uh, một cách nghiêm túc thì đúng đắn thì có thể chứng đắc uh, trong vòng 7 năm hoặc có khi không cần 7 năm mà chỉ cần 7 tháng, hoặc không cần 7 tháng mà chỉ cần 7 ngày thì cái đó tùy vào mình, tùy vào mình. Đấy ba điều kiện mà sư vừa nói ở trên. Chứ đừng có cái kiểu mà mình làm không được rồi mình quy ra lấy mình làm ví dụ, nói ra là uh, cái này là không có phải Phật thuyết thì nó rất là kẹt. Ừ. Uhm. Uhm.